những điều mà Lê Hoàng Phương muốn khán giả thấy ở bước nhảy Hoàn Vũ. Những điều mà Hoàng Phương muốn khán giả thấy ở tại chương trình lần này đó chính là khán giả sẽ thấy một hình ảnh Hoàng Phương tắc kè hoa hơn, nhiều màu sắc hơn, có nhiều khả năng hơn, không chỉ đơn giản là catwalk ở trên sàn runway, không chỉ đơn giản là sứ mệnh của một hoa hậu, cũng không chỉ đơn thuần là một doanh nhân đang làm kiến trúc sư, cũng không chỉ là một cô đang học thạc sĩ của mình, mà bên cạnh đó cô cháy hết mình với niềm đam mê nghệ thuật của mình bằng lĩnh vực mới, đó chính là dance sport. Và Phương hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới Hoàng Phương sẽ cố gắng thật nhiều để mà đem đến cho khán giả những phần trình diễn đầy cảm xúc. Làm thế nào để Lê Hoàng Phương có thể cân bằng giữa việc cuộc sống riêng và niềm đam mê của mình? Sự mà nói đây là một điều mà hết sức là khó, bởi vì việc mà mình học cách cân bằng giữa cuộc sống riêng và niềm đam mê của mình là điều mà Hoàng Phương luôn luôn cũng như là tập luyện trong xuyên suốt cuộc đời của mình, từ khi mà mình bắt đầu học vào đại học nè, khi mà mình bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật. Rồi bên cạnh đó mình cũng theo học ngành của mình, rồi sau đó mình cũng có công ty của mình, rồi bên cạnh đó mình cũng có cho mình những thành tích khi mà mình theo đuổi đam mê nghệ thuật, là những thành tích về hoa hậu, về á hậu quốc tế rất là nhiều. Và Phương nghĩ rằng ở trong chương trình này cũng vậy, và phải tiết lộ với mọi người rằng là ở chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ New này thì Hoàng Phương phải sắp xếp và tạm gác mọi lịch trình cá nhân để mà có thể sắp xếp thời gian tập luyện nhiều hơn, bởi vì Phương biết rằng là khả năng nhảy múa của mình cũng khá là khiêm tốn và việc mà tập luyện nhiều cũng rất là quan trọng. Nhưng mà bên cạnh đó có những lịch ví dụ như là nộp luận án đúng kỳ của cái kỳ học thạc sĩ của mình, hoặc là bên cạnh đó là giải quyết công việc, điều hành công ty của mình thì phải là đồng hành xuyên suốt. Nhưng mà bằng với khả năng hiện tại bây giờ thì Hoàng Phương cảm thấy mọi điều đã ổn. Thỉnh thoảng Hoàng Phương cảm thấy khá là stress bởi vì có quá nhiều việc trong một ngày cần phải giải quyết. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là những cái áp lực đó sẽ giúp cho mình có nhiều động lực hơn để mình cố gắng nhiều hơn nữa trong chương trình lần này. Và Phương hy vọng rằng là thời gian của mình dành ra để mà tập luyện và đem đến những phần trình diễn sẽ không làm cho khán giả thất vọng, và bản thân của mình cũng sẽ không thất vọng. Tập 3 đăng sau Lê Hoàng Phương muốn kết đôi. Thật ra tới tận bây giờ, tới tận thời điểm bây giờ thì Hoàng Phương vẫn chưa có đủ điều kiện để mà có thể tập luyện hết tất cả 10 bạn dancer. Và đối với Phương thì 10 bạn dancer ở đây Phương phải gọi là master, vì họ là những người đã tập luyện, có những người là Phương trò chuyện và Phương biết rằng là họ là những người tập luyện từ rất là bé và họ đã có những thành tích không chỉ là ở trong nước của họ mà còn cả thành tích ở thế giới nữa. Và Phương nghĩ rằng là mỗi lần mà mình có thời gian, có cơ hội tập luyện với các bạn là mình học được rất là nhiều điều mới, đặc biệt là những kỹ năng mới và giúp ích cho mình trong những phần thi sắp tới. Để mà nói chọn ra cho mình top 3 mình thích nhất bây giờ thì khá là sớm, vì bây giờ Phương cũng chưa có đủ điều kiện để mà tập luyện hết các bạn. Phương muốn rằng mình sẽ trả lời câu hỏi này sau khi mà Phương đã tập luyện cùng với 10 dancer để mà mình có câu trả lời công bằng nhất. Lê Hoàng Phương cảm thấy thế nào về format chương trình năm nay? Format của chương trình năm nay về Bước Nhảy Hoàng Vũ New rất là mới mẻ, hoàn toàn khác. Các bạn, các người chơi không chỉ là nhảy mà bên cạnh đó là sự kết nối hết sức là quan trọng. Và việc mà bạn có kết nối được cũng như là đồng hành với người bạn nhảy của mình trong khoảng thời gian dài hay không là phụ thuộc vào bạn rất nhiều, và cái sự kết nối hết sức là quan trọng. Và Phương thấy điều này khá là hấp dẫn vì khán giả có thể thấy rằng là mỗi người chơi sẽ là những tính cách khác nhau, những bức tranh khác nhau, những mảnh ghép khác nhau, và 10 người chơi cùng với 10 dancer sẽ là những mảnh ghép tuyệt vời tạo nên một bức tranh hoàn mỹ mang tên Bước Nhảy Hoàng Vũ New.